Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và mình cũng là chủ của thương hiệu Kiên Luxury. Bên mình chuyên phân phối những dòng máy đồng hồ thủy sĩ chính hãng từ Hublot, Rolex, Omega cho đến rất là nhiều những thương hiệu cao cấp khác nữa. Anh em thấy liên lạc với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một chiếc đồng hồ Omega mình vừa mới về. Và em này của mình sẽ với tình trạng new full set, đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Và trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cho đồng hồ Omega. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này anh em nhé. Như anh em biết được, Omega là một trong những thương hiệu nổi tiếng bậc nhất ở trên thế giới. Doanh thu hàng năm của Omega đã chứng minh điều này. Đây là một trong những thương hiệu có doanh thu top 2 hàng đầu qua rất là nhiều năm. Omega cũng là một trong những thương hiệu có rất là nhiều những đóng góp cho ngành công nghiệp đồng hồ. Xuyên suốt qua nhiều năm thì Omega đã giới thiệu đến người chơi, người đeo rất là nhiều những thiết kế, mẫu mã, đồng hồ đẹp, sang trọng, mang đến nhiều phong cách khác nhau. Chiếc đồng hồ mình đang cầm ở trên tay và sẽ review cho anh em xem ngày hôm nay sẽ là một em Omega thuộc dòng máy đời máy mới nhất, mang rất là nhiều những công nghệ tiên tiến. Một chiếc Omega Devil Our Vision Coaxial Master Chronometer với thiết kế lịch thường niên size 41mm với mã máy đầy đủ full 433.53.41.22.03.001. Thì anh em có thể search được đầy đủ thông tin của chiếc đồng hồ này ở trên chính website của thương hiệu Omega. Sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ để anh em có thể nắm được chiếc đồng hồ sẽ có được những điều gì trong ngày hôm nay. Thì ở đây mình sẽ có được phần hộp giấy phía bên ngoài, phần hộp gỗ phía bên trong, hộp gỗ rất là xịn sò đến từ thương hiệu Omega. Nếu anh em nào thường xem những video review của mình thì anh em không còn lạ gì với những phần thiết kế như thế này rồi. Tiếp theo nữa thì sẽ là một quyển sổ hướng dẫn sử dụng, bao da chứa đựng 3 cái thẻ của chiếc đồng hồ này. Thẻ pictogram, thẻ chứng nhận Master Chronometer, một trong những chiếc đồng hồ có khả năng chạy chuẩn cao nhất trên thế giới mới có thẻ này anh em nhé. Tiếp theo nữa thì sẽ là thẻ bảo hành toàn cầu. Cái date được xuất ra khỏi store thì sẽ vào tháng 8 năm 2023. Cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 8 năm 2028 với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm đến từ thương hiệu lớn này. Quay trở lại với thiết kế Omega ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ có được một em Omega mang phân khúc đời rất là cao. Tại sao này phân khúc lại cao đến như vậy? Thì đầu tiên có thể kể đến chất liệu thân vỏ của chiếc đồng hồ sẽ được làm bằng vàng Senaco, loại vàng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Omega. Loại vàng này sẽ thể hiện phân khúc của chiếc đồng hồ rất là cao bởi đây là một loại vàng có khả năng sáng bóng, có khả năng tạo được độ đẹp, độ sáng và độ nổi bật theo thời gian. Tiếp theo nữa sẽ là một em sử dụng thiết kế mặt xanh. Nếu như anh em để ý, Omega có rất là nhiều những loại mặt khác nhau, nhưng mặt xanh mà kết hợp với cả vàng đỏ hay là vàng Senaco thì nó luôn là một trong những thiết kế được nhiều anh em yêu thích, săn đón và ưa chuộng bậc nhất. Em này của mình sẽ là một em sử dụng mặt trải tia xanh với hai lòng. Lòng đầu tiên thì sẽ có những đường nét trải tia với phần trụ kim là trung tâm. Còn lòng bên ngoài thì nó sẽ thiết kế theo phong cách đánh phay vòng tròn như thế này. Tiếp theo nữa mình có thể kể đến đó chính là bộ máy Annual Calendar. Đây là một trong những bộ máy rất là cao cấp đến từ thương hiệu Omega. Omega anh em không còn lạ gì với những thiết kế máy Annual Calendar đời máy 8601 cũng như là 8611 rồi. Chiếc này của mình còn cao cấp hơn cả những đời máy đó. Em này của mình là một em sử dụng bộ máy Omega Caliber 8903. Đây là một trong những bộ máy đời máy mới nhất với khả năng chạy chuẩn chính xác Master Chronometer. Bộ máy 8611 thì chỉ chuẩn chính xác Chronometer mà thôi anh em nhé. Bộ máy Master Chronometer là một trong những bộ máy có chuẩn chính xác cao cấp bậc nhất, khi mà sai số của nó sẽ rơi vào từ 0 cho đến dương 5 giây một ngày, không có sai số âm. Biên độ sai số chỉ loanh quanh 5 giây mà thôi, và rất là nhiều những chiếc mình đo nó chỉ sai tầm khoảng 1 giây, 2 giây mà thôi. Kết hợp với đó sẽ là khả năng kháng từ cũng như là chịu nhiệt, chống sốc, khả năng chạy ổn định trong môi trường thay đổi. Đây là một trong những bộ máy cực kỳ là bền bỉ, chính xác. Sẽ có một số những chiếc đồng hồ khác có sai số thấp hơn, nhưng nếu mà nói về cái khả năng bền bỉ, chính xác và ổn định thì có lẽ không bộ máy nào có thể so được với cả bộ máy mình đang review cho anh em xem đâu, bộ máy 8903. Bộ máy này còn có thêm những điểm rất là cao cấp nữa như là phần rotor cũng như là cầu cân bằng sẽ được làm bằng vàng đúc 18K. Em này của mình sẽ có được những phần thiết kế kim cọc la mã, và những kim cọc này nó cũng sẽ phản sáng, bắt sáng rất là tốt khi mà anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau.
nhờ vào những phần góc phát ở trên phần kim cọc của thiết kế đồng hồ này. Thiết kế thì sẽ là 3 kim với 2 lịch được đặt ở góc 3 giờ. Và kể cả 3 kim hay những phần kim cọc thì đều được làm bằng vàng Senaco anh em nhé. Mặt đồng hồ thì sẽ có đầy đủ những dòng chữ thông số của một chiếc đồng hồ Omega mà anh em thường thấy. Em này của mình sẽ với khả năng chịu nước cũng tương đối là ổn, 100m cho một dòng máy Direct Squat. Thông thường những vòng máy Direct Squat thì khả năng chịu nước chỉ rơi vào 30 cho đến 50m mà thôi. Em này của mình thì sẽ tốt hơn một chút, lên đến tận 100m với phần thiết kế logo của hãng ở đây. Và với khả năng chịu nước này thì anh em có thể kéo một nấc ra là chỉnh được luôn lịch ngày cũng như là lịch giờ phút giây. Không cần phải vặn núm như là những thiết kế núm cổ chai thuộc dòng máy Seamaster anh em nhé. Mặt kính làm lên chiếc đồng hồ thì sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước rồi, và nó sẽ được phủ thêm cả chống lóa nữa. Mặt kính thì sẽ hơi lồi lên một chút. Thân vỏ sẽ là sự phối kết hợp giữa đánh bóng và đánh phay xước. Đây cũng là một trong những thiết kế yêu thích của mình, bởi khi mà đánh bóng thì nó sẽ tăng thêm sự nổi bật, tăng thêm sự sang trọng dành cho chiếc đồng hồ. Còn khi mà đánh phay xước thì nó sẽ tạo ra được một chiếc đồng hồ khá là manly, khá là nam tính. Còn bộ đáy đằng sau thì anh em có thể chiêm ngưỡng được một thiết kế đồng hồ rất là đẹp mắt, xuất sắc và bền bỉ phía đằng sau. Ở đây thì mình cũng sẽ có thêm một số những chuyện chứng nhận vàng đúc nữa, như là AU750, chuyển đổi cho Bắc Na, chân ngân tiểu ly bên này. Bên này thì sẽ là khả năng chịu nước, bên này thì sẽ là dòng chữ Ando Calendar. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có thêm một bộ dây Navi màu xanh, cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa. Và nếu như anh em nào mà tinh ý một chút thì anh em sẽ nhận ra bộ khóa của những dòng máy đầu 8900 bao giờ nó cũng sẽ khác so với cả những bộ khóa thuộc dòng máy 8500, 8600. Điều này thì cũng sẽ thể hiện những dòng máy 8900 nó sẽ khác biệt so với cả phần còn lại. Anh em để ý thấy là những bộ máy 8900 thì bao giờ cũng sẽ có được khả năng chạy chuẩn chính xác master chronometer, cho dù là thiết kế một lịch hay là hai lịch. Ở đây thì mình sẽ có thêm những chuyện chứng nhận vàng đúc nữa cho bộ khóa này, cũng được làm bằng vàng Senaco rồi. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử. Đây là một trong những thiết kế sang trọng và nổi bật bậc nhất đến từ thương hiệu Omega rồi, thiết kế mới nhất dành cho anh em đam mê và yêu thích thương hiệu Omega. Size 41mm và trên tay mình rất hợp lý này, tay mình thì 15.7cm thôi. Chiếc này nó sẽ phù hợp với anh em có chu vi cổ tay tầm được khoảng 15.3cm đổ lên là anh em đeo ok và hợp lý rồi. Còn anh em nào tay to hơn thì đeo càng đẹp mà thôi. Chiếc này nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao, lên đến gần 600 triệu. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em với mức săn sale chiết khấu rất là tốt, chỉ loanh quanh là 315 mà thôi anh em nhé. Thế anh em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu đổi cát tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. 097 393 3873. Mình xin nhắc lại số điện thoại mình một lần nữa. Cảm ơn anh theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.